shopgà.com nơi bán nick Free Fire Liên Quân giá cực rẻ, vòng quay may mắn nhận 3.000 kim cương, thử vận may nhận nick VIP và code súng vĩnh viễn, link shop dưới phần mô tả. Trong thế giới One Piece tồn tại một thế lực đứng đầu mang tên chính quyền thế giới là tổ chức liên kết với tất cả quốc gia, sở hữu lực lượng hải quân tinh nhuệ để đối chọi lại với tất cả hải tặc đang tranh vênh trên biển cả. Biểu tượng sức mạnh của hải quân không chỉ nằm ở các đô đốc, ở tổng bộ bất khả xâm phạm mà còn hệ thống nhà tù Impel Down, nơi được cho là kiên cố hàng đầu, không ai có thể thoát ra một khi đã bị đưa vào đây. Impel Down được chia thành 5 tầng riêng biệt và ít ai biết rằng nó thực sự có tận tầng 6, bởi tầng thứ 6 là nơi giam giữ những tù nhân thuộc dạng về đặc biệt nguy hiểm, chỉ có thể nhốt chung thân hoặc tử hình nên chẳng mấy ai sống sót để có thể kể về tầng này cả. Trong nhà tù có rất nhiều người sở hữu sức mạnh khá là bá đạo, họ là những ai? Hãy cùng mình đi tìm hiểu top 10 nhân vật có sức mạnh đáng kinh ngạc trong nhà tù Impel Down nhé. 10 người này sẽ xuất hiện trong phần Impel Down, còn những nhân vật không xuất hiện sẽ không được nhắc tới, như Katarina Devon hay các thành viên băng dâu đen được dâu đen cứu và chiêu mộ, hay cả Shiki sư tử vàng. Thứ 10, Bon Curry. Mr. Chu Bon Curry, tên thật là Ben Tham, là một cựu nhân viên cao cấp của tổ chức tội phạm bí mật Baroque World và là một Okama. Mr. Chu sở hữu siêu năng lực của quả Mane Mane no Mi, cho phép người sử dụng biến thành bất cứ ai người đó đã từng chạm vào. Họ có thể trở lại bình thường sau khi dùng tay trái chạm lên mặt. Khi ngụy trang thành ai, Mr. Chu không thể sở hữu sức mạnh của người anh đang hóa thành, sự thích nghi cũng như sử dụng kỹ năng của chính mình trở nên khó khăn hơn. Okama Kenpo là kỹ năng chiến đấu được Mr. Chu sử dụng, chủ yếu là các thế đá, do đó ít mang phong cách chiến đấu hùng dũng bình thường. Bởi sự phức tạp của quyền pháp này, Mr. Chu chỉ có thể sử dụng Okama Kenpo với cơ thể của chính mình, một bất lợi không nhỏ so với siêu năng lực của anh ta. Kỹ năng này đủ mạnh để so với cú sút của Sanji, anh còn tỏ ra đã mạnh hơn rất nhiều so với lần cuối cùng đã chiến đấu với băng mũ rơm. Anh có thể đá văng Minotaurus, một trong số 4 cai ngục mạnh nhất của Impel Down. Anh có thể hiện sức mạnh của mình qua việc một mình đánh bại đám sói ở cấp 5 Impel Down. Dù rằng khi đã hạ hết đám sói, người của anh đã dính đầy máu, áo rách, bị thương nặng. Anh còn có sức chịu đựng phi thường khi ở cấp 3 Impel Down. Anh là người duy nhất không bị ảnh hưởng gì mà còn nhảy múa một cách lạc quan. Thứ 9, Dashbone. Dashbone là một cựu thợ săn tiền thưởng. Anh đã gia nhập Baroque World và là đặc vụ nam cao cấp nhất và mạnh nhất dưới quyền Crocodile. Bí danh của anh là Mr. One và cộng sự của anh là Miss Doublefinger. Sau sự kiện ở Alabasta, anh bị hải quân bắt giữ và chuyển đến Impel Down. Dashbone là một người rất nghiêm túc, bình tĩnh, tập trung, kỷ luật và tự tin. Và nhờ năng lực trái ác quỷ của mình, anh trở nên tự tin rằng mình không thể bị đánh bại. Anh luôn luôn nghiêm túc, không chấp nhận sự yếu đuối và sự nông nổi. Dash có vẻ như cũng tin rằng tình bạn có thể làm con người ta yếu đi. Mặt khác, anh ta có vẻ là người không quan tâm đến hận thù. Anh đã giúp Ruffy thoát khỏi Impel Down theo yêu cầu của Crocodile, gần như không quan tâm thực tế rằng Zoro và Ruffy là đồng đội. Trước kia, từng là thợ săn tiền thưởng ở biển Tây, được biết với biệt danh là The Killer, Dashbone có khả năng đánh tay đôi thành thục. Anh cũng có hiểu biết về kỹ năng ám sát, như khi anh bắt đầu nhắm vào Nami là mục tiêu trước Zoro, anh nói rằng nguyên tắc đầu tiên của ám sát là chọn người yếu nhất là mục tiêu đầu tiên. Sức mạnh của anh đã khiến cả Crocodile tôn trọng, thứ mà hầu hết các nhân viên ở Baroque World và thậm chí cả người phụ nữ là cánh tay phải của Crocodile cũng không nhận được. Crocodile thoát ra theo cách của mình, giải thoát cho Dashbone khỏi phòng giam để yêu cầu anh hỗ trợ trong cuộc chiến sắp diễn ra. Thứ 8, Crocodile. Mr. Zero, tức là Sir Crocodile, là giám đốc của tổ chức tội phạm bí mật Baroque World và là nhân vật phản diện chính trong phần Baroque World Saga. Cũng như các nhân vật phản diện khác Ruffy đã gặp, Crocodile rất tự tin vào bản thân và sức mạnh. Hắn không quan tâm đến sinh mạng của thuộc cấp, hắn sẵn sàng hy sinh họ để đạt được mục đích. Nếu như Crocodile cực kỳ tức giận với nạn nhân của hắn, hắn hiếm khi giết họ ngay, hắn thường bỏ mặc họ chịu đựng sự hành hạ thể xác cho đến chết. Sau khi thất bại trước Ruffy và bị tước danh hiệu Shichibukai, hắn không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài. Do đó, hắn không muốn chạy trốn với các thuộc cấp khi được cứu, và thế là hắn được chuyển đến Impel Down chung với Mr. 1, 2, 3. Động cơ duy nhất khiến hắn đào thoát khỏi Impel Down là để tìm cơ hội giết dâu trắng. Hắn còn có vẻ tự nguyện giúp đỡ người khác hơn khi hắn đề nghị sẽ giúp Ruffy thoát khỏi Impel Down. Hắn thậm chí còn chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, mặc dù có thể là hắn sẽ được lợi. Trước khi đến Impel Down, hắn không quan tâm đến sự sống chết của đồng đội, thậm chí còn có khi tự tay giết họ. Hắn hành động theo ý muốn nhất thời và những mong muốn ích kỷ của hắn. Đơn giản hắn chỉ là người đi theo chiều gió. Tuy nhiên, gần đây hắn có vẻ bớt nhẫn tâm hơn. Trong trận chiến thượng đỉnh, hắn đã mấy lần để cứu sống đồng đội. Hắn không những cứu Ace khỏi bị hành quyết sớm mà còn cứu Ruffy và Mr. One khỏi chết dưới thanh kiếm của Mihawk. Thứ 7, Ruffy. Ruffy là một hải tặc theo đúng như mong ước của cậu và cũng chính là nhân vật chính của bộ truyện, là người đầu tiên trong truyện có chữ D xuất hiện. Ruffy có phần đặc điểm chung là không sợ chết. Cậu thường nói rằng nếu cậu ta đạt đến mục tiêu của mình, điều đó thật tốt, nhưng nếu cậu chết trên đường, điều đó cũng vẫn tốt. Trong Impel Down,
cậu cũng kết bạn với Emporio Ivankov và Inazuma. Ivankov giúp Luffy do thực tế rằng ông là một trong những bạn bè thân thiết nhất của Dragon và cảm thấy rằng nó là nhiệm vụ của mình. Trước khi trực tiếp gặp anh ta, Ivankov và tất cả những người theo ông đã nhận thấy rằng Luffy không chỉ là một hải tặc bình thường vì chưa một ai có thể đột nhập Impel Down cả. Luffy đã có được sự trợ giúp và ngưỡng mộ của tất cả các thành viên băng dâu trắng và các đồng minh, cụ thể là dâu trắng, trong nhiệm vụ giải cứu Ace. Sau khi nhìn thấy nỗ lực mà Luffy cố gắng cứu anh trai mình, dâu trắng thậm chí còn nói rằng ông ta sẽ không tha thứ cho Marco nếu Marco để cho Luffy chết. Ngay sau đó, Luffy được các đồng minh của dâu trắng hỗ trợ sau khi chứng kiến anh ta mở ra haki của mình. Sau cái chết của Ace, toàn bộ phi hành đoàn của dâu trắng cùng nhau bảo vệ Luffy, như thể anh là Ace, tuyên bố rằng cậu ta là tất cả những gì còn lại. Thứ 6, Bo Hancock. Nữ hoàng hải tặc Boa là thuyền trưởng của nhóm hải tặc cư gia và là thành viên nữ duy nhất trong các Shichibukai và là xà nữ vương ở Amazon Lily. Cai trị bộ tộc cư gia cùng ba người em gái Gogon, Boa Sandersonia và Boa Marigold. Cô là chiến binh mạnh mẽ nhất của bộ tộc khét tiếng. Cô có sức mạnh thể chất vô cùng to lớn, nhưng cú đá của cô có thể phá hủy cả một tảng đá. Kết hợp với sức mạnh là tốc độ và sự nhanh nhẹn, khéo léo, cô có thể hạ gục nhiều đối thủ cùng một lúc. Ngoài ra, cô có kỹ năng tương đối tốt trong những trận chiến tay đôi, kết hợp với sức mạnh của trái ác quỷ. Tương tự như phong cách chiến đấu của Sanji, Hancock cũng tung những cú đá mạnh mẽ và linh hoạt để đánh gục đối thủ, cho dù từ động vật dễ thương hay kẻ thù của mình. Cô dùng được hai loại haki, đó là haki vũ trang và haki bá vương. Haki vũ trang được cô sử dụng khi đá Smoker, còn haki bá vương thì cô chưa sử dụng. Chỉ thấy nói đến qua lời nói của em cô là Boa Sandersonia. Thứ 5, Jinbe. Ông khá ấn tượng với sự liều lĩnh của Luffy khi đột nhập vào Impel Down với nỗ lực cứu mạng Ace, một kỳ công mà kể cả dâu trắng cũng không làm được. Điều này khiến Luffy trở thành một trong số ít hải tặc ngoài băng dâu trắng mà Jinbe tôn trọng. Sự tôn trọng của ông với Luffy phát triển khi họ vượt ngục Impel Down và cứu Ace tại tổng bộ hải quân. Ông cũng cảm thấy biết ơn và có lỗi với Luffy về sự việc của Along. Sau khi biết được Luffy là con trai của nhà cách mạng Dragon, Jinbe không tỏ ra quá bất ngờ. Jinbe có thể sử dụng những kỹ năng bí ẩn của karate người cá như tuyệt chiêu Buraikan. Với đòn tấn công này, Jinbe gây nổ xuyên qua cơ thể kẻ địch với nước. Sau khi sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ này, ông đánh bay cả Wadasumi lên trời. Trong các người cá, Jinbe cho thấy được khả năng giao tiếp với cá, ngay cả một khoảng cách xa. Năng lực giao tiếp được với cá này chỉ độc nhất các tiên cá, nên khả năng Jinbe có thể làm vậy đã được Crocodile chú ý đến. Ông đã triệu hồi một đàn cá mập voi lớn tới vành đai tĩnh lặng để hỗ trợ ông trong cuộc vượt ngục tại Impel Down. Ông có thể truyền cho những chú cá mập voi mệnh lệnh chính xác để chúng có thể hiểu và nghe lời ông. Thứ 4, Ivankov. Theo lời các cai ngục thì Ivankov đã biến mất một cách bí ẩn khi đang bị giam giữ tại level 5 của Impel Down. Nhưng thực tế rằng thì ông đang sống ở căn cứ bí mật đó là thiên đường của Okama với thủ hạ của mình. Trong hình dạng phụ nữ, Ivankov là người có kỹ năng đấu tay đôi cực mạnh, tấn công chủ yếu bằng tay và chân. Sức mạnh của Iva đủ để ông ta đánh bại cai ngục chính Sadichan mà không bị thương chút nào. Có vẻ như Iva sử dụng cách đánh bằng tay và chân trong khi là phụ nữ, còn Hellwing và Neokama Kenpo khi là đàn ông. Ivankov đã ăn quả Horu Horu no Mi, nhờ đó mà bà ta có được khả năng điều khiển các loại hormone của cơ thể người. Bà ta có thể cấu tạo lại một người từ bên trong, chuyển đổi mọi thứ như giới tính, thân nhiệt, sắc tố, sinh trưởng, tâm lý. Nhờ trái ác quỷ của mình mà Iva cũng có thể cho người ở trong tình trạng gần kề cái chết một cơ hội sống sót. Cơ hội đó rất mỏng manh nên chỉ những người thực sự mạnh mẽ mới có thể hồi phục, nhưng tuổi thọ của họ sẽ bị rút ngắn lại. Thứ 3, Shiryu. Trong quá khứ, Shiryu bị tống giam do quá hung bạo với tù nhân, hắn giết người không chớp mắt và ghê tay. Với việc hắn sát hại tù nhân chỉ mua vui, thậm chí hắn sát hại cả những người cấp dưới của mình. Và chính vì cái hành động lạm sát tù nhân và rảnh tay thì anh lại chọc tiết đồng đội nên đã bị Magellan giam. Nhưng sau này, do cuộc bạo loạn của nhóm Luffy, hắn ta đã được thả ra và hiện tại đang làm việc dưới trướng của tứ hoàng dâu đen. Điều khiến Shiryu trở nên nguy hiểm hơn cả là hiện tại hắn đang sở hữu trái Suke Suke no Mi, một trái ác quỷ thuộc hệ Paramecia, mang đến cho hắn ta khả năng biến đổi cơ thể và những thứ hắn chạm vào trở nên vô hình. Nhờ năng lực tuyệt vời này, Shiryu có thể bất ngờ xuất hiện bên cạnh đối thủ và chém họ một cách dễ dàng. Thứ hai, Magellan. Magellan dường như tỏ ra khá vui vẻ khi có ai đó ông không đặc biệt thích bị nhiễm độc hoặc nghẹt thở bởi sức mạnh của ông. Bằng chứng là sau khi làm cho Hannibal cấp dưới của mình bị nhiễm độc bởi hơi thở, ông cười khúc khích như chỉ là chuyện đùa. Là một tư lệnh, Magellan nắm toàn bộ quyền điều khiển nhà giam. Tuy nhiên, bởi vì căn bệnh tiêu chảy liên tục của mình mà Magellan dành hầu hết thời gian trong nhà vệ sinh, cộng với 8 tiếng ngủ trong một ngày thì Magellan chỉ có thể làm việc trong khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Magellan ăn trái Doku Doku no Mi, một trái ác quỷ cho phép ông ta tạo ra và điều khiển chất độc từ cơ thể. Magellan có thể sử dụng những chất độc này với lượng sức mạnh và hình dạng khác nhau tùy ý muốn. Tuyệt chiêu nổi tiếng nhất của Magellan, thứ mà tù nhân nào trong Impel Down cũng phải biết, đó chính là Hydra, tuyệt chiêu với hình dạng ba con rồng được làm bằng chất độc lỏng, gây chết người, tê liệt thần kinh và tan chảy nạn nhân cùng một lúc. Thứ nhất, dâu đen. Marshall D. Teach thường được biết đến với cái tên dâu đen là thuyền trưởng của băng hải tặc dâu đen. Dâu đen được biết đến là người rất mạnh mẽ, điều này đã được chứng minh cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Ngay từ khi chưa có được năng lực trái ác quỷ thì sức mạnh của dâu đen cũng đã rất bá đạo. Hắn đã từng là đội trưởng sư đoàn 2 của băng dâu trắng trước khi Ace đảm nhận vị trí đó, thậm chí vết sẹo ba sọc trên mắt trái của tứ hoàng Shanks đó là do hắn gây ra. Còn hiện nay, sức mạnh của hắn ta còn kinh khủng hơn nữa, sau khi hắn sở hữu được năng lực của hai trái ác quỷ cực kỳ mạnh,
Ngoài năng lực đầu tiên là bóng tối, sau khi hắn giết được đội trưởng đội 4 cướp được, đến khi Dâu Trắng chết, Dâu Đen bằng một cách nào đó sở hữu luôn năng lực của Trà Chấn Động. Và cho đến nay, hắn là người duy nhất được biết đến là người sở hữu tận hai trái ác quỷ trong cả series truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ý kiến của các bạn về video này như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Để nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.